Welcome cả anh em trở lại kênh DHBG của mình hôm nay. Tiếp tục với con game mới Tây Du Villa Game thì video mình sẽ dẫn anh em kế lăng ngày thứ ba. Ngày hôm nay thì anh em nông dân chú ý cho mình mấy cái quan trọng đây. Đầu tiên ấy, về phần farm kỷ vật thì hôm nay anh em sẽ lên level 46 ấy. Lên ngày hôm trước anh em có thể để lại một lượt để sang ngày hôm nay lên 45 anh em farm cái kỷ vật. Để lên 45 anh em sẽ có tỉa ra cái kỷ vật tím. Cái máy kỷ vật phẩm ấy thì nó chênh chỉ số khá nhiều em ơi. Lên 50 thì vẫn là tím nhưng mà tỷ lệ nó cao hơn. Đây từ 60 mới có tỷ lệ da cam. Không biết mấy cái này nó có mấy loại nhỉ? Hôm qua là 3 loại, hôm nay là 3 loại, tổng cộng 6 loại ấy. Không biết ngày mai nó quay lại cái loại cũ hay là loại mới nhỉ? Và ngày hôm nay anh em chú ý cho mình, khi anh em lên 45 ấy thì nó sẽ mở cái tâm ma thì anh em sẽ kiếm được rất là nhiều nguyên liệu pháp bảo ấy, để làm bốc anh em sẽ được thêm lệnh tạo mới, đá mấy cái nguyên liệu anh em mua shop các thứ này, và anh em làm full mốc dưới ở bên trên cũng có thêm nguyên liệu, trong đấy thì nó có cái vạn năng pháp bảo cam, cái thì nó dùng để nâng cấp tất cả các loại pháp bảo cam, và cái may được cái khi mà em nâng cấp pháp bảo dùng cái vạn năng này chúng sinh xuống thì nó sẽ trả lại vạn năng. Mình nhớ trước mình chơi con game ông di ba quy ấy, chúng sinh xuống thì nó trả lại cái pháp bảo của con ra tường đấy, tức là anh em không được cái vạn năng ấy mà nó trả kia, nên lúc anh em dồn ra khó luôn. Về tâm ma này, nếu anh em mà xui ấy, kéo khi quét 20 lần không được một con ra tâm ma nào luôn mà anh em muốn chắc ăn cứ như mình ấy, anh em khiêu chiến từng lượt một, tại vì giờ anh em khiêu chiến 10 lượt đấy, nếu mà nó ra tơ ma lúc nó lượt thứ hai thứ ba ấy thì khá phí 60 lượt còn lại ấy, nên là chắc ăn là anh em cứ quét từng cái một cho mình. Nếu anh em mà không bị thuộc lòng chiến ấy, trang bị này đây nó tên là Tam Thiên Ảo Cảnh, nó cũng được kinh nghiệm ấy, anh em làm hết nhiệm vụ ngày thứ ba đi cái linh lung thám bảo này mắc luôn ấy, chắc là thêm vài cục thể lực là anh em sẽ lên được level 45. Anh em lên level 45 ấy thì nó mở luôn cái tơ ma, nếu mà anh em on được ấy, cố gắng lúc sáng sớm anh em lên level 45 luôn để nó mở cái tâm ma ấy. Và khi mở tâm ma ấy, anh em cứ đi kiếm sao đến 12 giờ trưa hồi full 10 lượt cho mình. Cái này ấy thì một tiếng nó sẽ hồi một lượt và một ngày nó sẽ cho anh em một lượt phóng đi. Và từ lần thứ hai đến lần thứ tư anh em sẽ tốn kim bảo để mua. Cái này mình thấy anh em không cần dùng kim bảo để mua. Anh em cứ đánh phóng đi thôi. Đây về này mình ví dụ cho anh em dưới nhá. 6 giờ anh em online, anh em làm hết nhiều ngày, anh em quét hết mấy cái tiên lực kia, xong rồi anh em dùng thể lực để lên level 45, xong anh em quét ra tâm ma đánh hết 6 lượt là đến 12 giờ anh em sẽ full 10 lượt, xong rồi đến 12 giờ ấy thì anh em quét tâm ma và farm thôi. Nếu anh mà xui không quét ra tâm ma ấy thì em cố gắng ké của anh em trong bang, chú ý nhá. Tính ra ngày hôm nay ấy, thì anh em chỉ cần chú ý cho mình vài cái ấy. Thứ nhất là về cái linh khư lên 45 thì anh em sẽ phát được cái kỳ vật tím. Thứ hai là lên level 45 thì nó sẽ mở cái tâm ma. Và cùng với level 45 ấy thì nó sẽ mở cái linh mạch, anh em chú ý nhá. Cái linh mạch này đâu xem vào. Cái linh mạch này thì nó sẽ đánh từ 8 giờ sáng đến 24 giờ. 8 giờ mới được đánh. Anh em bang cố gắng đứng thành với cái lực chiến của bang. Đây như ở CEO mình ấy, thì bang top 1 đang đứng ngay thành đỏ này. Cái này không biết là qua ngày nó được thưởng hay là qua tuần nhỉ? Tổng kết gửi, cái này chắc là có trong cái phần chấm than kia. Đấy top 1 được 1k2. Nếu mà nó thưởng theo ngày thì top 1 cực ngon luôn. Và ba cái thành cam là sẽ được 800 kim bảo ấy, cộng với 2000. Tức là nó ít hơn là 400 kim bảo cộng với 1000 nguyên liệu. Còn thành tím thì nó được 400 cộng với 1500. Tức là ít hơn là 400 kim bảo cộng với 500 nguyên liệu. Để nó chỉ có thành tím, cam và đỏ thôi. Thành lam mới thành trắng là anh em sẽ không được quà, chú ý nhá. Đây ngày mai mình đã lên được 1827k. Level 46 này 40% và hơn 30k kim bảo ấy. Ngày mai trong cái đấu giá giới ấy,
Mình nhờ đấu giá con hàng Nga. Mình nhớ là có 5 con. Lúc đầu mình đấu giá không có ai ghé luôn, mua giá gốc 2k. Nhưng mà đến tối tầm 8 rưỡi, anh em mua ướt luôn tất cả mấy con tướng cam rất là nhiều luôn. Tính ra cái bản là VR game này anh em mà muốn mua tướng cam tướng đỏ ấy rất là chát luôn em ơi, nên anh em có thể zone tướng đầu nhá. Tại vì về vấn đề zone tướng này anh em trải nghiệm trước bản chung với bản quốc tế để bảo mấy ngày đầu tiên anh em lên zone tướng bằng kim bảo ấy, về sau có cái sự kiện câu cá gì ấy, nhưng mà nó chỉ có tốn 3k kim bảo thôi không xin nhê ấy. Cái này mình không rõ nhá, nhưng mà mình lỡ tích rồi ấy, nên chắc mình sẽ khô máu tích. Tại vì sau rảnh mình sẽ làm thêm một cái xếp gì, mình xả kim bảo 1-2 ngày đầu tiên. Còn về cái tiên vị anh em có thể đợi 1-2 tuần sau ấy em mua được. Nhưng mà riêng cái bản nào về game này ấy, khéo khi anh em phải đợi tầm 1 tháng. 1 tháng thì mình thấy hơi đuối nhở. Anh em mà không đợi được thì cứ mua nhá. Đây mình đã có 3 lệnh rồi. Hôm nay là thứ sáu này, ngày mai thứ bảy, tức là 2 bữa mà mình không đấu giá ấy, mình vào trong tiệm mua là đủ nhá. Nếu mà không có gì đổi khéo khi ấy, là bậc sau sẽ tốn 8 mệnh lam. À quên, còn về phần đấu giá, nếu anh em muốn mua lướt ý thì anh em chú ý khi còn 1 giây thì anh em có thể kích vào mua được. Còn về phần tướng bây giờ mấy con đêm chính anh em mà khỏe rồi ý, thì về trang bị anh em có thể nâng hơn 4 cộng so với mấy con đêm phụ ấy. Cái kỳ vật cũng vậy nhá. Đây kỳ vật mình nâng lên 6 rồi. Mấy con kia ấy, thì chỉ có 2 thôi. Rồi chắc mình sẽ lưng cái con tanh lên 4 ấy. Rồi mình chuyển sang lên cái con đêm cộng 6. Xong rồi mình chuyển mấy con phụ cộng 4. Cái trang bị cũng vậy nhá. Và ngày mai đánh cái 3 tầng ấy, không biết anh em có đi phun không nhỉ? Nó trong cái gia trang này. Đây nó là cái phương tốn họ quyển này. Đây ngày mai mình chỉ đi được đến cái ải 14 tầng 3 thôi. Đây lực chiến 13k8. Mà hiện tại mình chỉ có 1k8. Đánh không xin em ơi. Đây, hàng trước vẫn còn nguyên cây luôn. Mình đang tính ấy, là sau cái top hỗ trợ mình thử lu xem ngày hôm sau ấy đánh nó có dễ hơn không. Bây giờ chắc là mình sẽ lu luôn em ơi. Nếu mà được thì ngon, không được ấy thì anh em hơi toang. Cái này nó không có tháo nhở. Mấy cái pháp bảo anh em đeo lên là sẽ không tháo được. 2000 years later.